Xin chào lại tất cả mọi người. Và như nãy Thực Quang có nói ngay từ đầu á, là tại sao Thực Quang lấy cái chủ đề hôm nay ha, cái tên chủ đề hôm nay đó là gì? Già còn dại, có chó ngoại còn ngu, và chửi cái lũ vô ơn. Chửi cái lũ vô ơn ở đây là ca sĩ Hương Lan chửi nha, ca sĩ Hương Lan chửi á, chứ không phải là ai chửi đâu, là cái lũ mà về Việt Nam biểu diễn mà không biết cảm ơn bà ta, không biết ghi nhận cái công lao à, theo như bà Hương Lan mà nói đó là công lao của bà đó, là người gọi là coi như là phát súng đầu tiên đó đó, để về việc để đi về Việt Nam biểu diễn kiếm tiền, bởi vì cái phong trào nhạc vàng, nhạc bolero đó bên đó thì coi như chết rồi, bởi vì biểu diễn không ai coi và bán vé không ai mua. Chỉ biết vào casino hoặc vào chùa hoặc vào nhà thờ để biểu diễn thôi, đúng mà đó. Cho nên là cái chửi cái lũ vô ơn á, là bà Hương Lan chửi rồi nha. Còn tại sao mà Thôi Quang xin nhắc lại, tại sao Thôi Quang lấy cái chủ đề già còn dại, có chó ngoại còn ngu, thì mọi người biết rồi, vì bà Hương Lan năm nay bao nhiêu tuổi chắc mọi người cũng biết đúng không, chắc cũng có chó ngoại chó nội cũng là đầy nhiều rồi. À, kinh nghiệm gọi là ca hát cũng nhiều rồi. Dạy bà ta dạy là gì? Dạy như nãy giờ Quang Lâm đã phân tích rất là sâu đúng không, là có những cái phát ngôn, những cái quan điểm rất là bất cẩn, theo như lời của Quang Lâm á đó, là bất cẩn đúng không. Ca sĩ Eric Phương và trước ca sĩ Hương Lan nữa kìa. Ủa vậy hả anh Phúc Hữu? Thì cái chuyện đây là bà Hương Lan bà tự nhận mà, bà là người đầu tiên mà đó. Bà dạy đây là gì? Là có những cái phát ngôn rất là bất cẩn. Cảm ơn cộng sản, sao cảm ơn Hương Lan, cộng sản cho về kiếm tiền mà. Thì về đúng, gọi là nếu mà đúng á, Quang Lâm nói đó, và chúng ta cũng thừa nhận với nhau, nếu mà đúng á, thì những mà ca sĩ mà được về, ca sĩ người Mỹ á, người Mỹ mà trước đây có mang cái dòng máu Việt á, được về Việt Nam ca hát biểu diễn để kiếm tiền á, thì phải biết cảm ơn cộng sản, cái đó đúng. Mà mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? Chúng ta nhìn lại 10 năm về trước đúng không? Trở lại đây, tức là 10 năm trở lại đây. Cái phong trào mà những ca nghệ sĩ hải ngoại á, họ lũ lượt kéo nhau về Việt Nam để hát nè, để tham gia game show vân vân, để thế này thế nọ rất là nhiều, thì kiếm cơm, kiếm tiền chứ là gì. Mà họ muốn làm được điều đó thì cái điều rõ ràng trước tiên đó là gì? Phải được sự cho phép của chính quyền. Cũng có vài ca sĩ ha, cũng có vài người về không được, không đủ điều kiện, thì chính quyền họ không cấp giấy phép cho biểu diễn, đúng không? Thì cho nên những người mà được cấp phép biểu diễn á, để kiếm từng đồng tiền á của người dân trong nước á, thì phải biết cảm ơn cộng sản mới là đúng, đúng không? Mà trong khi rõ ràng ở đây là cộng sản họ không truy vấn điều đó. Người dân Việt Nam họ cũng rất là rộng lượng, họ cũng không truy vấn điều đó. Thì là cũng chính bà Hương Lan mở miệng ra, bà tự nhận công về bà. Mọi người nghe clip người thấy rõ rồi, bà tự nhận công về bà. Là đáng ra đó, những ca sĩ, những nghệ sĩ gì đó ở hải ngoại về sau bà Hương Lan nha, theo quan sẽ nhắc lại, về sau bà Hương Lan về Việt Nam đó, để biểu diễn, để ca hát, để thế này thế nọ, kiếm tiền kiếm cơm á, là phải biết ơn bà Hương Lan nha, đúng không? Theo lời bà Hương Lan nói thì rõ ràng cái chủ đề theo quan đưa ra thì theo mọi người thấy có quá đáng không hả? Mọi người thấy theo quan đưa chủ đề nó có quá đáng không? Có nghĩa là gì? Già còn dại, có chó ngoại còn ngu. Rồi cũng chính là miệng bà ta, cũng chính là miệng bà ta không tham gia chính trị, chỉ về muốn về ca hát để thăm lại quê hương nước nước bla 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 bla. Dạ đúng rồi, thứ nhất đó, bla 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 bla, mà cuối cùng là sao? Hai vợ chồng xuống đường hô hào để ủng hộ ông Trump.
và bị những người gọi là phe đối nghịch á, tức là phe ủng hộ ông Biden á, lên án chống phá hay là chửi bới gì đó vân vân, thì hai vợ chồng bà ta mới phản ứng với những bà bằng cách là thông qua các kênh YouTuber về cái điều đó. Ủa gì kỳ vậy? Thì rõ ràng bà không quan tâm, bà không làm chính trị đúng không? Bà không để tâm tới chính trị, vậy bà đề cập làm gì, bà phản ứng làm gì? Và cũng chính miệng bà ta nói nha mọi người. Mọi người có nghe cái đoạn bà ta nói không? Ở dân chủ hay cộng hòa gì đó, lên lãnh đạo đất nước gì đó thì cũng chẳng là vấn đề gì cả, chẳng ảnh hưởng gì ta, thì chúng ta vẫn là những người dân. Thưa quan đồng ý điều đó. Thưa quan đồng ý điều đó. Thí dụ bây giờ chính phủ Mỹ giờ bất cứ cái đảng phái nào họ lên họ cầm quyền đi chăng nữa, thì thân phận những người dân, người Mỹ gốc Việt á, nó cũng chỉ là vậy. Nó cũng chỉ là vậy, nó chẳng có khác biệt gì hết. Vậy tại sao các người đó lại phải hô hào chống ông này, chống ông kia mà không theo quan điểm của nhau á, thì lại chửi nhau, cắn phá nhau, đánh phá nhau. Và cũng chính là bà Hương Lan đó, một người là tự cho mình là người nổi tiếng rất là lâu, nổi tiếng từ đời kiếp nào rồi đúng không? Đại khái là có danh vọng rồi hay là có danh danh tiếng rồi. Vậy tại sao lên tiếng để làm gì? Phản ứng để làm gì? Phân trần với những thằng YouTuber để làm cái gì? Trong khi miệng thì luôn là kêu gào là không liên quan chính trị, không làm chính trị, thấy giọng điệu của những thành phần bao que xỏ lá chưa mọi người ha? Trong cái clip hôm nay thực ra nó toát ra nhiều vấn đề lắm, rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà tiếc cái là thứ nhất là cái wifi nó chập chờn đúng không, mọi người có nghe có khi bị giật giật có được có không, thì thơ quan cố gắng truyền tải cho hết clip của Quang Lâm. Và đâu đó thì tôi qua đưa ra cái quan điểm, cái góc nhìn cá nhân của mình về cái câu chuyện này đến cho mọi người đúng vậy thôi. Cho nên á, thơ quan không có ý gọi là gom chung nha, không có ý gọi là vơ đũa cả năm. Mà thật sự nếu mình nghĩ cho kỹ lại á, ông bà ngày xưa đó, tổ tiên chúng ta ông bà ngày xưa đó, họ không sai chút nào đâu khi họ cho rằng những thành phần đó là gì, sướng ca vô loài, nó không sai tí nào cả. Bởi vì chắc ông bà chúng ta ngày xưa đã nhìn ra thật sự cái bản chất của những người đó như vậy. Có nghĩa là sao? Gió chiều nào nghiêng theo gì đó, đó chiều nào nghiêng theo chiều đó, bất chấp tất cả, chỉ cần là lợi ích cá nhân thôi. Ngay bà Hương Lan cũng vậy, bà cũng mâu thuẫn với cái bản thân bà đó. Bà cũng chửi người ta, bà cũng chửi người khác là những người không có lập trường đó. Lúc thì ủng hộ ông Trump và khi thấy ông Biden thắng thế lại quay qua bà ủng hộ ông Biden vân vân, đúng không? Mọi người nãy nghe rất là rõ đúng không, là cái ý của bà Hương Lan đó. Bà lên án những người gọi là đứng núi này trông núi nọ đó, tư tưởng không vững đó, lập trường không vững đó, đúng chưa? Thì qua cái câu chuyện này là mọi người thấy bà Hương Lan, bà cái lập trường bà có vững không, đúng không? Tức là lúc đất nước khó khăn á, lúc đất nước chúng ta khó khăn á, thì bà ta rũ áo ra đi. Qua đó thì một thời thời vàng son, phải công nhận là thời vàng son đúng không mọi người? Phong trào gọi là băng đĩa đó, với trung tâm Thúy Nga hay trung tâm Asia gì đó vân vân, cưng chiều cưng mẫm thì hát thường xuyên có tiền rất là nhiều. Và tới tới thời điểm mà nó thoái trào đó, chính bà ta thú nhận nha, chính bà ta thú nhận nha, chứ không ai nhét chữ vào mồm bà ta nha. Đó là gì? Là dòng nhạc của những bolero gì đó, nó không được đón nhận nữa, và những ca sĩ đó chỉ biết đi hát ở casino, ở chùa, ở nhà thờ, và không thể sống được. Không thể sống được thì khi đó lại nhìn về đất nước Việt Nam, và khi đất nước thấy đất nước Việt Nam đã phát triển rồi, cái nhu cầu được thưởng thức những cái nghệ thuật ca hát gì đó,
nó được tăng cao, thì lại kéo nhau về, tìm cách kéo nhau về Việt Nam để làm gì? Ca hát và kiếm cơm, kiếm tiền thôi. Đúng không? Kiếm cơm, kiếm tiền thôi. Và trong quá trình về cho mọi người biết rõ rồi, mọi người cũng nhớ rõ nha. Họ là những người Mỹ nha, chứ không phải người Việt nha. Người Mỹ biết nói tiếng Việt có nghĩa rằng họ là những người không còn quốc tịch Việt Nam nữa. Họ là công dân Hoa Kỳ. Họ là công dân Hoa Kỳ. Nha. Đúng không? Thì một công dân Hoa Kỳ khi muốn vào đất nước Việt Nam làm một cái gì đó, làm việc hay là biểu diễn ca nhạc, văn hóa, văn nghệ, v.v. thì điều trước tiên là gì? Thì anh phải nộp đơn, anh xin phép, cái chuyện đó hoàn toàn bình thường. Nó hoàn toàn bình thường. Đúng không? Ngay cả người Việt trong nước thôi, hoặc những ca sĩ người Việt trong nước thôi, muốn biểu diễn cái chương trình gì đó thì cũng phải có làm đơn xin phép chứ. Chứ đâu phải như cái hội chợ làng mà đi ra muốn hát gì hát ngoài đó đâu. Đúng không? Huống chi đây là về những công dân Mỹ. Và khi trong cái vấn đề bà ta xin giấy phép, cấp phép thế này thế nọ, chắc chắn thì nó có những cái vấn đề là không được như ý muốn của bà ta, đúng không? Thì sẵn sàng nghe lời mấy YouTuber nó phỏng vấn và rêu rao. Thơ Quang thì thật sự Thơ Quang không rành về cái luật gọi là cấp phép giấy phép gì hết, nhưng mà qua cái phân tích của Quang Lâm thì mọi người nghe cũng rất là rõ, đúng không? Nhưng mà đối với góc nhìn Thơ Quang đơn giản như thế này thôi mọi người. Thơ Quang xin hỏi thôi, bà Hương Lan và những ca sĩ nghệ sĩ ở hải ngoại khi về Việt Nam chúng ta biểu diễn á, họ có lấy tiền cát-xê không? Họ có thu tiền vé hay không? Họ có bán những sản phẩm kèm theo không, để làm gì? Để thu lại thu nhập về cho cá nhân của họ không? Có rõ ràng, đúng không? Họ về, họ biểu diễn, họ về biểu diễn, họ lấy tiền, họ bán vé chứ họ không có hát chùa, họ không có hát phi như những là bên kia nói. Phi có nghĩa là bán hát miễn phí á, rõ ràng chưa? Họ đâu có hát phi đâu, họ đâu có hát từ thiện đâu, họ hát họ lấy tiền mà đó. Mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi nè, có nghĩa là gì? Anh hát anh lấy tiền, thì ngược lại cái người tổ chức á, cái người đứng ra để tạo cho cái sân chơi, tức là một cái nhà hát, cái sân khấu ha, hay là làm những cái thủ tục giấy tờ gì đó thì họ cũng phải thu cái phí ở trong đó chứ. Ủa họ làm họ cũng phải làm vì cái tiền, vì cái cuộc sống của họ chứ, hay là vì cái quy định nào đó chứ. Làm gì có chuyện mà ở đâu cái khơi đó, khi đất nước khó khăn thì bỏ đi, và khi đất nước phát triển quay về hát và không muốn là gọi là hát hát thu tiền nha, hát để bán vé nè, để lấy lại cát-xê nè, để thu tiền lại nè nha, mà lại không muốn ói ra đồng nào hết cho cơ sở vật chất hay cho những người này người kia, ở đâu ra cái lý lẽ đó vậy? Đúng không? Còn vấn đề có thể họ xỉa sói về vấn đề là những bài hát bị cấm, bị này bị kia, đúng không? Họ xỉa sói, họ đâm chọt, đúng không? Thì Thơ Quang xin nhắc mọi người nhớ, cách đây một tuần hay hơn một tuần gì không, có cái thông tin là cái quán bún bò nào ở bên Mỹ đó, cái quán bún bò nào ở bên Mỹ á, thì thực khách đang ngồi ăn, đang ăn bún bò nha, thì không hiểu như thế nào thì chủ quán lại mở lên một cái bài là cái gì Bác Cùng Chúng Cháu Hành Quân hay gì, đại khái đó, đại khái là những bài đó là bài chúng ta nó gọi là nhạc đỏ đó, thì cả đám nhảy dựng lên, cả đám nhảy dựng lên như đĩa phải vôi, phản ứng của chủ quán về cái bài hát đó đó. Trong khi bài hát đó nha, chủ quán họ họ phát ra miễn phí nha, họ không phát bài hát đó ra để họ lấy tiền bạc gì của thực khách hết đó, họ chỉ đơn giản họ họ phát cái bài hát lên để họ nghe thôi đó.
mà những cái thành phần ở bên đó nó đã phản ứng như vậy rồi, đúng chưa? Rồi rồi giờ bây giờ nó kêu ca cái gì, nó hậm hực cái gì? Thập niên 90 nếu ai còn nhớ, đạo diễn Cảnh Đôn ra cuốn video của ca sĩ Eric Phương hát về cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì sẽ biết. Thì theo em nhớ anh Phúc Hậu, tức là đúng ông Eric Phương là một trong những ca sĩ gạo cội đúng không? Ông ta hôm nay như là cũng 80 sao á, nếu thời quan nhớ không lầm ông ta khoảng 80, 70, 80 á, cũng rất là lớn tuổi rồi. Thì thực ra là ca sĩ Eric Phương là xuất hiện nhà Việt Nam thì cũng lâu. Thực ra là cái mốc thời gian á mà ai đầu tiên ai sau ai thứ hai thì thôi quan không nhớ, không biết được, bởi vì mình cũng không theo dõi nữa, thật sự mình cũng không, thời điểm đó mình cũng không để tâm, chỉ lâu lâu thấy tivi họ phát lên chương trình này chương trình nọ thì biết thôi, biết các ca sĩ đó hát thôi, chứ còn ai về lúc nào và khi nào thì mình không để ý. Và thật sự thứ quan chẳng chẳng theo dõi, chẳng theo dõi nữa. Bởi vì thấy xàm quá, thấy quá xàm, cho nên là đúng là cái câu của nhạc sĩ Vinh Sử đó, ông ta đánh giá đó, trong khi một chương trình gọi là chương trình gì, Bolero, mọi người nhớ, có thể suốt một thời gian dài á, trời ơi Bolero tình, Bolero Bolero nhí, rồi Bolero song ca, rồi các kính thưa các loại Bolero lên các đài truyền hình game show, thì ngồi ban giám khảo là ai, toàn những thành phần gì đâu không à, tức là họ không có chuyên môn về những cái mảng đó, thì họ họ chấm giải, thì từ lúc đó trở đi thì quan cảm thấy không muốn xem, không xem nữa, không xem. Thí dụ lâu lâu có mở nhạc lên nghe thì thấy cái bài nào nó được được, hoặc cái giọng ca nào nó ok thì mình nghe chút vậy thôi, chứ còn hoàn toàn những chương trình game show đó mình không xem nữa, cho nên mình không để ý được là ca sĩ nào đã về trước, ca sĩ nào về sau, thì thật sự đó thưa Quang không biết. Nhưng mà qua đó, quay lại vấn đề hôm nay thì Quang nói đó, thì mọi người nhìn nhận đi, mọi người có thể đánh giá, nhìn nhận là xem thưa Quang đưa ra cái tiêu đề như vậy có quá lố không? Cái tiêu đề là già còn dại, có cháu ngoại còn ngu đó. Thì mọi người nhìn xem cái bài Hương Lan á, có phải không? Có phải đúng trong hoàn cảnh đó? Quá dại đi rồi nữa, quá dại đi và quá ngu đi chứ còn gì nữa. Có thể đâu đó do bà ta hậm hực thế này thế nọ là không không được biểu diễn, không được ca hát ở Việt Nam vì lý do nào đó, không được cấp phép đúng không, thì hậm hực, hậm hực. Nhưng mà tầm như bà ta hậm hực thì là bà ta ngu rồi, còn bà ta dại còn nữa. Bà Hương Lan nói bà ấy tiên phong về nước đầu tiên là không đúng, thì cái này em có không rành nó Phúc Hậu, thì trong cái clip đó bà thừa nhận đó, bà công bố thiên hạ đó, bà cho rằng bà là người đầu tiên, đầu tiên giống như là tiên phong khai phá đó, khai phá để về để làm, rồi sau đó mới là gì, thì những thành phần kia nó mới có chớn nó về theo, tức là những ca sĩ sau á mới thấy vậy mới là về theo để biểu diễn kiếm cơm ở Việt Nam, mà không biết mang ơn bà, không biết cảm ơn bà đó, vấn đề nằm đó, đó là chính bà Hương Lan bà nói đó nha, chính miệng bà Hương Lan bà nói ra chứ không ai nói à, Quang Lâm cũng không nói, Thơ Quang cũng nói và mọi người ở đây cũng không nói nha, chính miệng bà nói ra đó, thấy không, phát ngôn rất là mắc cười, và để cho là hậu bối họ 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 chỉnh sửa cho đó, cụ thể là Quang Lâm đã sưu tầm và vạch ra những cái trò, những cái lời nói gọi là bất nhất trước sau đúng không, và lột và không nói gì nói, thực ra nói gì thì nói. Trong những cái clip mà bà Hương Lan đưa ra đó thì cũng có vài điểm cũng thật sự thì với cá nhân Thơ Quang á là cũng cảm ơn bà Hương Lan để làm gì, để cho chúng ta thấy đúng không,
thấy rõ về các thành phần bao que bên kia như thế nào đúng không? Mặc dù trước đây anh em chúng ta nói rất là nhiều nhưng mà ít nhiều gì họ cũng phản ứng là tụi bay ở trong nước tụi bay biết cái gì, đúng không? Tụi bay ở trong nước tụi bay biết cái gì, tức là họ cho rằng là chúng ta không có khách quan đó. Cho nên là đâu đó thì với cá nhân Thư Quang thì Thư Quang cũng cảm ơn bà Hương Lan chút. Đó là gì? Cái đầu tiên bà ta bộc lộ đó là cái nhạc dòng nhạc bolero đó là chết rồi, bên Mỹ hầu như bây giờ là tiêu rồi. Nhưng mà bà ta cũng còn một chút nào đó là gọi là bảo vệ đó, thì bà ta dùng từ là đứng lại, dùng từ đứng lại chứ bà ta không nói dùng từ chết. Nhưng mà qua cái ý bà ta truyền tải là chúng ta thấy rõ ràng là dòng nhạc bolero nó tiêu rồi. Cụ thể là gì? Chỉ hát ở casino, hát ở chùa, hát ở nhà thờ, chứ còn bây giờ đứng ra làm show tổ chức bán vé thì không ai mua hết, không ai mua hết. Thì đó, cái đó là cái điều cảm ơn đầu tiên thì bà ta đã bộc lộ ra đó. Bà chính miệng bà ta thốt ra để tát vào mồm á, tát vào mồm những cái thằng que con á mà nó đi nó vỗ ngực, nó tự hào, nó bảo là nhạc nhạc bolero thế này, nhạc bolero thế nọ, nhạc nó gọi là nhạc của ba que đó, nhạc của ba que thế này ba que thế nọ đúng không? Đó rồi cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa thì trong cái cuộc phỏng vấn của vua của bà với cái đám YouTuber thì để cho chúng ta thấy rõ là gì, rõ ràng là cái đám YouTuber bên đó đó nó làm những cái clip, những cái nội dung gì đó là nó đầu tiên là nó tạo ra cái phông nền là nó rất là khách quan, là bằng bằng cách là phỏng vấn người này phỏng vấn người kia, nhưng mà thật ra là nó toàn là mớm mớm lời, mớm lời cho những người nó nói, cho những người nó phát biểu. Cụ thể có cái đoạn đó mọi người thấy rồi không, giờ bà Hương Lan nói không được thì nó mớm lời là từ cúp điện đó, là bà Hương Lan lập tức nói theo đó. Đó, cái là cảm ơn thứ hai là nhờ bả phối hợp nhịp nhàng nha, nhờ bả phối hợp nhịp nhàng với đám YouTuber xỏ lá đó thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất ba que xỏ lá thế nào nữa đúng không? À, cho nên vậy thôi. Thì hôm nay Thơ Quang chia sẻ cái like nó như vậy thôi nha mọi người nha, bởi vì cũng trục trặc cái đường truyền nó không ổn, đường truyền nó không ổn. Còn cái nội dung thì có gì thì mọi người sẽ xem thêm, mọi người sẽ xem thêm cái nào chưa cảm thấy mình chưa rõ đó, chưa thấu đáo đó, thì mọi người cũng nên xem thêm lại của cái kênh của Quang Lâm nha, của Đấu Trường Dân Chủ, Cà Khịa Tư Bản và Tôn Vinh Việt Nam á, thì mọi người sẽ nắm định gặp lại mọi người vào cái lần live lần sau nha. Ok, xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, bye bye, hẹn gặp lại nha.